Hello, chào các em. Thì ta bắt đầu nha. Ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bệnh gọi là ALS. Tôi không rõ là bên Việt Nam mình có hay không, tại vì thời mà tôi đi học thì không thấy hay là không chẩn đoán ra hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà khi mà tôi làm việc ở bên Canada này thì cái bệnh này là cái bệnh rất là phổ biến. Tại vì hầu hết các bệnh nhân này trong giai đoạn cuối đều phải dùng máy thở cả. Thì chúng ta biết hiện nay là cái bệnh mà COVID-19 á, cái máy thở là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong một số bệnh là phải cần máy thở, thì bệnh ALS này là hầu như là trong giai đoạn cuối là tất cả các bệnh nhân đều dùng máy thở cả. Thì chúng ta bắt đầu nha. Thứ nhất, cái bệnh ALS này ở Bắc Mỹ á, người ta ít gọi như thế, người ta gọi là bệnh Lou Gehrig disease. Tại sao mà gọi cái tên này? Thì các em thấy là cái hình bên trái đó thì có một cái anh chàng, phải không? Anh chàng này là anh chàng đánh baseball. Nếu tiếng Việt có lẽ gọi là khúc côn cầu. Baseball này thì ở Việt Nam mình không có phổ biến. Chỉ có phổ biến ở một số nước như là ở Bắc Mỹ hoặc là ở Nhật, có thể ở Đại Hàn tôi không rõ lắm. Nhưng mà baseball này thì anh chàng đó tên là Louis Gerrit, nhưng mà tại vì gốc người Đức, mà khi mà gốc người Đức thì khi mà chuyển qua tiếng Anh thì gọi là Louis, nhưng mà thân thương người ta gọi là Lou. Lou là cái tiếng rất là thông thường, ví dụ như là Michael thì mình nói là Mike, thì là như Louis thì nó là Lou. Thì anh chàng này là Lou Gehrig, và cái bệnh ALS ở Bắc Mỹ người ta thường gọi đó là bệnh Lou Gehrig disease. Vì sao? Thì cái anh Lou Gehrig này là cái anh rất nổi tiếng về baseball. Thì trong một cái buổi đánh baseball đó thì anh không có lượm được cái chùy đó, các em thấy đó, anh lượm không được, bắt không được. Thì sau đó người ta phát hiện ra là anh bị cái bệnh ALS. Thì từ lúc chẩn đoán cho đến lúc mà anh chết là chỉ trong vòng 2 năm, trong cái đỉnh cao của danh vọng ha, rất là nổi tiếng, rất là nhiều tiền, nhưng mà chỉ mất trong vòng 2 năm. Do đó cái bệnh này người ta gọi là bệnh Lou Gehrig. Thì cái chính thức của cái bệnh đó là ALS. Tiếng Việt mình dịch thì tôi có vào trong internet tôi xem thì nói là teo cơ sơ cứng cột bên. Có trong wiki nó còn dịch là teo sơ sơ cứng teo cơ một bên, và đúng ra nó là cột bên, chỉ là một bên là không trúng. Một bên tức là cho nó là bên trái hoặc bên phải, chỉ một bên thôi. Còn cột bên tức là nó nói là cái cột của trong tủy sống. Thì chúng ta sẽ giải thích đây. Thứ nhất là nó là cái xơ cứng, sclerosis là xơ phải không, mà lateral thì lateral cái nghĩa nó rất là mơ hồ, hay cái chữ này là chữ rất là mơ hồ, nhưng mà có nghĩa là cái lateral này là một bên cái cột mà dẫn truyền thần kinh trong tủy sống mình, mà cái cột bên, tại vì chúng ta có biết là nó có cái cột trước là gọi là cột bụng, hoặc là cột sau gọi là cột lưng, và cột bên thì trong trường hợp cái bệnh này á nó bị xơ cứng chỉ là cái cột bên của tủy sống mà thôi. Và cái hậu quả của xơ cứng cột bên của tủy sống thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng, một cái ảnh hưởng đó gọi là amyotrophic hoặc là amyotrophic, cái nào bây giờ phát âm cũng được, nhưng mà có thể gọi là amyo hoặc là amyo. Thì chữ chúng ta biết trong thuật ngữ phải không, thì là atrophic, atrophic xin lỗi, cái này amyotrophic nha, rồi viết sai đi cho đó.
thì atrophy đó là PHI là teo cơ, thường thường là cái teo, sự teo là atrophy. Mà cái chữ myo này là cơ, thì tại sao mà nó không nhét cái chữ myo này ở phía trước mà nó lại nhét ở giữa? Thì đây là cái thuật ngữ thôi, tức là cái đây là teo, teo atrophy là treo mà lại là myo tức là cơ. Thì cái từ cái chữ là amyotrophy, thì hai cái chữ phát âm này khác nhau không? Cái bệnh là amyotrophic, trong khi cái đó là cái chữ là tính từ adjective, còn cái danh từ nó là amyotrophy. Thì hai cái phát âm này khác nhau một chút xíu, chúng ta để ý. Thì cái ông Lou Gehrig này không có nổi, là nổi tiếng, hồi xưa là nổi tiếng, khoảng đó là năm 1938. Nhưng mà người nổi tiếng nhất mà bị bệnh ALS này là cái ông này. Các em cũng biết ông này rồi chứ gì. Đó là ông Stephen Hawking. Ông Stephen Hawking là một cái nhà vũ trụ học, nhà vật lý học, nhà vũ trụ học rất nổi tiếng, người Anh. Và ông có viết một cái cuốn sách là A Brief History of Time. Cái cuốn sách này rất nổi tiếng. Cuốn này ông cố gắng, ông trình bày cái lý thuyết của ông bằng một cái văn chương rất là đơn giản để cho người thường đọc được. Thì cái cuốn này nổi tiếng đến nỗi là cái cuốn bán chạy nhất, nhưng mà nổi tiếng thứ hai nữa là bán chạy nhất nhưng mà không có người nào xem hết, tức là người ta mua về rồi ta để đó chứ ta không có xem. Thì đó là cái đặc tính của cái cuốn này. Và nếu mà em nào có cơ hội xem một cái phim về ông Stephen Hawking này, tên là The Theory of Everything, phim này rất hay, phim này được lãnh giải Oscar của Mỹ, phim rất hay, nếu mà có cơ hội thì mấy em xem phim này. Thì nói tóm lại, cái bệnh ALS này là cái bệnh mà rất là hiếm xảy ra, nhưng mà chúng ta cần nên học. Và mục đích của bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái bệnh này. Trước khi đi vào bài thì chúng ta cần nên phân biệt ba cái bệnh, mà ba cái bệnh này là đều có vấn đề liệt cơ hô hấp và đều phải cần đến máy thở. Ngoại trừ những cái bệnh khác như mình nói, mình có nói máy thở giống như bây giờ bệnh COVID-19 hoặc là cái bệnh myasthenia gravis hoặc là cái bệnh botulism, tức là ngộ độc thức ăn vô thịt trong cái đồ họ vân vân, thì có thể là bị liệt cơ hô hấp và phải mắc máy thở. Nhưng mà ba bệnh này là ba bệnh nó tương tự như nhau, do đó chúng ta phải để ý. Thì thứ nhất là ALS, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là amyotrophic lateral sclerosis. Bệnh thứ hai là Guillain-Barré syndrome. Cái này là tôi nghĩ là bên Việt Nam thì các em đều biết cái bệnh này cả. Bệnh tức là một cái hội chứng Guillain-Barré. Và bệnh thứ ba lại làm thêm cho nó lộn xộn thêm nữa là bệnh MS. Bệnh MS này là cũng rất là phổ biến ở bên Bắc Mỹ. Có thể bên Việt Nam không có, tại vì chủ yếu là người da trắng. Nhưng mà cái bệnh MS này là multiple sclerosis. Đừng có lộn với hôm trước mình học là bệnh MM. Hai cái bệnh này khác nhau nha. Cái bệnh MS nó là cái bệnh về thần kinh. Trong khi cái bệnh MM tức là multiple myeloma, nó là một cái ung thư của cái tủy xương, đúng không? Do đó ba cái bệnh này á đều gây ra cái liệt cơ hô hấp và nó tương tự với nhau, khó, nhiều khi khó phân biệt, mà nó khổ nữa là nó chẩn đoán trên lâm sàng là chính. Mặc dù sau này người ta có chẩn đoán về hình ảnh, nhưng mà chẩn đoán trên lâm sàng là chính. Do đó ba cái bệnh này nó khác nhau chỗ nào, tôi sẽ nói một chút xíu ở đây để mà các em có thể tìm sách, tìm thêm để đọc. Đó là bệnh ALS, nó là bệnh về cái tế bào thần kinh. Còn cái bệnh cái hội chứng Guillain-Barré á, nó là cái bệnh tác động trên cái dây dẫn truyền thần kinh.
mà cái dây thần kinh thần kinh này của tế bào thần kinh mà ngoại biên, tức là bắt đầu nó từ cái rễ thần kinh đi ra. Còn cái bệnh MS nó cũng tác động trên cái dây thần kinh, nhưng mà cái dây thần kinh đó chạy trong tủy sống. Do đó vì những cái vị trí khác nhau của cái tổn thương sẽ gây ra những cái hình ảnh hay những cái chẩn đoán khác nhau, nghĩa là nói tương tự nhau nhưng mà có những cái phân biệt lâm sàng khác nhau. Thì đó là những cái mà chúng ta cần nên biết. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài. Okay, now, a 38-year-old man presents to his primary care physician with a complaint of progressive quickness in his hands and feet. Thì một người đàn ông 38 tuổi trình diện, hiện diện ở cái primary care physician, nhớ trở lại thường là bác sĩ gia đình, bên đây gọi là GP, tức là general physician hoặc là family doctor. Thì ở đây mình nói chung nó là primary care physician, tức là một bác sĩ mà chăm sóc ban đầu. With a complaint of progressive weakness, với cái than phiền ông ta là cái sự yếu, yếu weakness ở đâu? Yếu ở cái bàn tay và cái bàn chân, và chân, bàn tay và chân. Thì nhưng mà nó yếu đó, nó yếu từ từ, tức là không phải acute. Thì trở lại so sánh với Guillain-Barré syndrome nữa, thì cái Guillain-Barré syndrome á, thì nó có thể yếu một cách nhanh hơn. Cái này nó yếu từ từ, có thể trong một vài tháng chứ không phải là trong một vài ngày. Thì hai cái đó phân biệt khác nhau. The patient states, nói rằng, bệnh nhân nói rằng that these symptoms have slowly progressed over the past few months. Trở lại nói vậy, tức là cái triệu chứng yếu này là cái những cái triệu chứng này nó xảy ra trong một vài tháng. Do đó mình thấy trở lại lần nữa là cái LAS này, LLS này thì nó chậm trong một vài tháng. Cái bệnh MS tức là multiple sclerosis cũng chậm, còn Guillain-Barré thì nó nhanh hơn. Initially, he was unable to manipulate small objects. Đầu tiên khởi phát thì ông ta không có thể nào mà xoay trở không những cái vật nhỏ. Manipulate, em biết rồi, manipulate thì có cái chữ mani ha, là cái bàn tay, sự xoay trở. Thì cái manipulate nó có hai ý nghĩa. Trong y khoa của mình á, thì manipulate có nghĩa là xoay trở, dùng thường là dùng tay. Thí dụ như là như trong trường hợp này là cầm cái vật nhỏ, hoặc là trong suốt mà trong sản khoa chẳng hạn ha, thì là mình xoay cái thai nhi á, mình xoay á, thì cũng là manipulate. Thì manipulate có cái nghĩa tương đối là tốt, tức là một cái cử chỉ, một cái kỹ thuật gì đó mà dùng bằng tay thì là manipulate. Nhưng mà manipulate mà ở cái ý nghĩa ở ngoài á, thứ nhất là ý nghĩa về xã hội hay về chính trị, thì nó có ý nghĩa xấu, tức là có nghĩa là xoay trở mà một cách là kêu bằng xấu xa đó thì là manipulate. Ví dụ như chuyển tiền, rửa tiền, dùng ngân hàng, cái đó là gọi là manipulate. Do đó chú ý là manipulate trong y khoa của mình thì có cái ý nghĩa tương đối tốt, còn ở ngoài đời thì nó có cái nghĩa tương đối là xấu. Such as picking up a quant or burdening his shirt, tức là ông ta xoay trở những cái vật nhỏ rất là khó, không có tài nào thay sở. Thí dụ như là lấy nhặt một cái đồng xu, picking up một đồng xu, hoặc là thắt cái là gài nút, buttoning his shirt, gài cái nút áo, thì cài nút áo, thì đó là không làm được. Now he complains of difficulty grasping a gallon of milk. Thì bây giờ đó
trước đó thì là nhặt những cái đồng xu hay là gài cài nút áp không được, nhưng mà bây giờ đó thì ông ta còn than phiền thêm nữa là bây giờ đến nỗi mà cầm một cái gallon of milk cũng không, cũng rất là khó. Chúng ta biết rồi, ở bên Mỹ á, người ta bán sữa ha, trong một cái những cái lon lớn ha, gallon, một cái gallon tức là gần 4 lít gì 3 lít 6 chúng con lon cái một cái bình sữa ha, một, không phải một cái bình sữa tương đối lớn, thì cái ông ta không có cầm được ha, grasping, nắm lấy được ha, grasping. And notices the muscle in his hands twitching, và ghi nhận rằng là cái những cái cơ ở cái bàn tay của ông ta ha, nó bị twitching, tức là nó bị nhấp nháy, nó bị co thắt ha, mà một cách nhanh á, bị lặp lại rất nhanh á, twitching, twitching. Thì chúng ta một hồi chúng ta sẽ thấy cái hình video của cái này. He often trips, à cái chỗ này là tôi như chạy để ý, thì các em sẽ thấy là có bốn bốn cái động từ mà rất thường dùng trong y khoa, và nó có ý nghĩa tương đối, nhiều khi nó khác hơn là cái ý nghĩa thường, phải không? Thứ nhất là slide, tức là trượt gì vậy? Mình trượt cái gì đó, thì slide đây á, trong y khoa cũng là trượt thôi. Ví dụ mình trượt một cái vật gì, hoặc là mình tự mình trượt đi á, mà không có ý, không có phải là accidentally, tức là không có phải là do bị tai nạn, theo mình trượt một cái chỗ nào đó thì là slide. Hoặc là nếu mà mình nói là trượt được băng trượt về là skate, không cái slide thì ông nói rồi. Bây giờ slip, slip này là trượt mà trượt té cái nghĩa là không, mình không có ý là mình làm, mình không có ý là mình trượt đó, thì mà để là cho mình phải mà té hay là gần như là té là slip. Trip là mình vấp phải một cái vật gì đó rồi mình có thể té. Thì trong cái y khoa đó thường thường nó nói là slip and trip, tức là thường thường là những người già hoặc là những người có bệnh về thần kinh nha, thì họ có thể họ bị té hoặc họ bị vấp, thì gọi là vấp té, nói chung bị trượt trượt té, trượt vấp, vân vân. Thì trip này chú ý như thế này, trip có nghĩa là mình vấp vào một cái vật gì đó để mình có thể mình ngã ra ha, hoặc là trip này có thể là không phải mình vấp mà mình làm cho người khác vấp. Thí dụ cái một cái thằng đó đi ngang, mình ghét thằng đó ha, mình khèo cái chân, mình đưa cái chân ra ha, để làm cho nó té thì cũng gọi là trip. Cho chú ý, nó vừa passive voice mà vừa là active voice, tức là có thể là do mình bị vấp hoặc là mình làm người khác vấp, mà làm người khác vấp có thể là gọi là trip up. Còn cái fall này là quan trọng nhất. Fall này nếu mà mình nói là mùa thu như vậy, nếu mà mình nói tiếng ngoài là mùa thu hoặc là autumn, nhưng mà fall này có nghĩa trong y khoa thường là nó là ngã, phải không? Ngã, té, ngã. Fall này rất quan trọng đối với người già, lúc nào mình phải cũng phải hỏi là họ có bị té hay không. Có thể là slip, trip và fall. Đó là những cái động từ mà mình thường dùng nhất trong y khoa. He often trips while walking, khi mà đi bộ, không? Because he feels he cannot lift his toes up and lacks coordination. Bởi vì ông ta có cảm giác ha, cảm giác là không có thể mà nâng cái những cái ngón chân lên, và mất thiếu ha, mất đi, lack, to lack là thiếu, cái sự ăn ý của các bàn chân, phải không? Coordination, phải không? Đó là cái sự hợp tác, sự ăn ý nhịp nhàng thì gọi là coordination. In addition, thêm nữa, he says that the muscle in his leg occasionally cramp or spasms. Thêm nữa là ông ta lấy thành những cái cơ mà ở chân á, cơ chân á, thì thỉnh thoảng là cramp, cramp tức là vợp bẻ đó,
hay là chuột rút, em nói tiếng Bắc gọi là chuột rút hay là vật bẻ, hoặc spasm tức là co thắt. Đúng ra vật bẻ thì lúc nào nó cũng co thắt cả, nhưng mà cái vật bẻ thì nó rất là đau, phải không? Spasm thì cái hai cái nghĩa này cũng tương tự với nhau. Ok. What is the most likely diagnosis? Chẩn đoán mà hợp lý nhất, có khả năng nhiều nhất là cái gì? Thì đó là amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Đó là or Lou Gehrig disease. Tại vì cuốn sách này là cuốn sách của Bắc Mỹ thì USMLE, do đó cái chữ mà Lou Gehrig này rất là thông dụng trong y văn của Bắc Mỹ, nhưng mà ngoài Bắc Mỹ ra thì có lẽ là ít thông dụng hơn, và người ta gọi đúng chính thức của nó là ALS. It's a neurodegenerative disorder. Thì neuro là thần kinh, degenerative là sự thoái hóa, không, một cái rối loạn thoái hóa về thần kinh. That causes a progressive muscle weakness, đã làm cho cái sự yếu cơ, weakness yếu cơ, mà nó từ từ thôi, progressive. It is associated with progressive destruction of the upper motor neurons. Nó đi kèm theo với lại cái sự phá hủy, mà cũng từ từ luôn ha. Ở đây cái quan trọng nhất là cái progressive, tức là từ nó từ từ dần dần, sự phá hủy dần dần của cái thần kinh vận động trên in the cerebral cortex, trên cái vỏ não, và and lower motor neurons in the spinal cord and brainstem, là tức là ngoài cái thần kinh vận động trên phía trên thì có còn có cái thần kinh vận động dưới, mà thần kinh vận động dưới này thì nó ở tủy sống hoặc là ở cuống não. Thì chúng ta sẽ thấy là cái bệnh mà ALS này nó tác động lên trên thân cái thần kinh đó, tế bào thần kinh, chứ không phải là dây thần kinh, không phải cái dây mà cái tế bào thần kinh, mà nó cả hai cái loại thần kinh, là một là thần kinh trên, tức là nó ở vỏ não, bắt xuất phát từ vỏ não, và cái thần kinh dưới là nó ở tủy sống hoặc brainstem hoặc là cuống não, thì là những cái thần kinh mà nằm trong, thí dụ như trong tủy sống là cái sừng trước chẳng hạn, vân vân ha, là cuống não có những cái nhân, mà cái nhân thần kinh thứ hai cái gì, upper motor neuron là cái thần kinh thứ nhất, và cái lower motor neuron là cái thần kinh thứ hai hoặc thần kinh thứ ba, trên cái dẫn truyền thần kinh vận động từ trung tâm não đi ra ngoài. Thì đây cái hình để chúng ta sẽ thấy là cái hình đây là nó là cái thần kinh số 1, phải không? Nó xuất phát từ cái vỏ não, nó đi ra ngoại biên, thì nó đi tới cầu, cầu, và tới cái cầu này tức là medulla, thì nó phải crossing, tức là nó bắt chéo đi về phía bên đối diện, phải không? Và đi xuống, thì cái chỗ mà đi xuống này á, đây nè, và đây nó là cái dọc cái bó đó gọi là lateral column, tức là cái lateral tract ha, thế này. Nhưng mà có nhiều bó, do đó mỗi bó đó người ta đặt một cái tên. Thế trong trường hợp này là cortical spinal tract, tức là cái bó bên mà nối từ cái vỏ não đi xuống tủy sống, phải không? Đó là cái nghĩa của nó. Thì nó sẽ bị phá hủy thì những cái tế bào thần kinh mà nằm trong cái cột bên này, và những cái này nó từ cột bên nó sẽ bắt chéo vào trong cái sừng trước và đi ra. Chúng ta cũng biết rồi là tất cả những cái thần kinh vận động là nó đi ra từ cái sừng trước, tức là cái phía bụng của mình. Thì trong bệnh ALS này nó phá hủy cái tế bào thần kinh của vỏ não là số 1, và nó phá hủy luôn các tế bào thần kinh của sừng trước, mặc dù nói như vậy, nhưng mà nó là
vị trí mà phá hủy là như vậy, nhưng mà người ta gọi nó là lại cột bên. Do đó cái chữ mà ALS này nó dễ cho chúng ta nhầm lẫn, nhưng mà chúng ta phải nhớ vậy, nó là gọi là cột bên, nhưng mà thật sự ra là nó phá hai cái vùng tế bào thần kinh, nó là một vỏ não và ở cái sừng trước. Where are the lesions located and how does it explain the hormone findings? Thì cái những cái tổn thương nó ở đâu, located, nó nằm ở vị trí nào, và làm sao mà mình giải thích được những cái triệu chứng hallmark, là những triệu chứng chủ chốt, những triệu chứng cốt yếu. The hallmark of this disorder is the presence of both upper neuron and lower neuron lesion. Nãy mình giải thích rồi, tức là những cái tổn thương neuron, tế bào thần kinh, mà nó là số 1 và số 2, tức là phía trên và phía dưới luôn. ALS affects the anterior hallmotor neuron nha. Ở trở lại nữa rồi là nó sẽ ảnh hưởng trên cái neuron, những cái tế bào thần kinh mà nó ở sừng trước, nãy mình chúng ta đã nói rồi, in the spinal cord and lateral spinal cord, cortical spinal tract carrying the UMN, tức là upper motor neurons from the cortex. Thì cái chỗ này nè là cái chỗ hơi rắc rối một chút xíu, nó là phản đúng ra là nó trên cái tế bào thần kinh chứ không phải là lên, nhưng mà cái tế bào thần kinh thí dụ như ở vỏ não mà nó bị ảnh hưởng thì nguyên cái tract đó, cái lateral tract đó, nó bị ảnh hưởng. Sensory and cognitive function are generally reserved. Về chỉ là về vận động thôi, còn cái về cảm giác và về nhận thức, những cái chức năng về nhận thức, cognitive function, thì được bảo tồn, phải không? Preserve, tức là được bảo tồn. Thì đây là cái vấn đề chủ yếu của cái bệnh ALS. Cái bệnh này như thế nào? Hai cái bệnh kia đó, cái bệnh mà Guillain-Barré, cái hội chứng mà Guillain-Barré hoặc là cái bệnh MS đó, là nó ảnh hưởng lên cả hai phần của thần kinh là vận động và cảm giác. Nhưng mà cái bệnh này á, nó chủ yếu là ảnh hưởng trên cái vận động, mà nó chừa lại cái cảm giác và cái nhận thức, tức là cái cảm giác và nhận thức nó hoàn toàn còn nguyên vẹn. Chính vì đó là một cái vấn đề lớn cho cái bệnh nhân LAS này, tại vì người ta không có vận động được, người ta yếu, người ta liệt cơ, người ta không thở được, người ta không nói được, người ta không ăn được, nhưng mà vẫn nhận thức được. Do đó những người này, những người rất là khổ sở. Các em biết rồi, có những cái người chúng ta gọi là mercy killing, mercy tức là mercy tiếng tiếng Tây á, killing. Cái bệnh ALS này là cái nguyên nhân, kể như là nguyên nhân chính, mercy, nguyên nhân chính để mà người ta làm ra những cái luật kêu bằng giết, kêu bằng mercy killing, tức là để mà kêu bằng mà cho phép, luật cho phép người bác sĩ, nghĩa là giết bệnh nhân, đúng không? Cái này thì ở đối với Việt Nam thì chưa có rõ ràng và phổ thông lắm, nhưng mà hiện nay ở một số nước Âu Châu cũng như ở Canada đã có những cái luật này, tại vì người ta sợ là bác sĩ giết tầm bậy, đúng không? Người ta phải có những cái luật, nhưng mà những luật đó cho phép để mà giết bệnh nhân. Mà cái nguyên nhân chính yếu độ mà để mà làm ra cái luật này á, là từ cái những cái bệnh nhân LAS này, tại vì họ khổ sở, họ còn nhận thức được, họ còn suy nghĩ được, nhưng mà họ không làm gì được, thì họ yêu cầu bác sĩ giết họ đi. Và đó là những cái mà khởi phát của cái mercy killing này. Ok, now what distinguish
UMN size from LMN size. Cái gì mà có thể phân biệt được những dấu hiệu phân biệt giữa cái thần kinh trên và thần kinh dưới, hay là thần kinh số 1 và thần kinh số 2. Thì thứ nhất chúng ta nói về cái UMN, tức là upper motor neuron size, là những cái dấu hiệu gì? Thì là nó disrupt neuron or their pathway in the brain spinal cord. Thì cái thần kinh phía trên đó nó có thể là nó làm cho rối loạn cái đường dẫn truyền mà ở não hoặc ở tủy sống. Upper motor neuron UMN size include weakness, đúng rồi ha, là sự yếu cơ, hyperreflexia. Hyper chúng ta biết là nhiều phải không? Reflex là cái phản xạ, xia tức là cái tình trạng rối loạn, tình trạng mà bệnh. Thì trong trường hợp này tức là cái phản xạ nó quá sức, phải không? Ví dụ mình gõ vào cái đầu gối chẳng hạn, phản xạ nó bung ra thật là nhiều, tức là nó phản xạ quá lố, thì gọi là hyperreflexia. Increased tone, tức là cái tone, là tone này là cái cơ đó, cái mức cơ đó nó tăng lên, tức là nó cứng đi, tại vì cái tone nó thường nó phải mềm dịu một chút xíu, tại vì cái cơ mà nó không có nhão nhưng mà nó chắc nhưng mà không có cứng. Trong trường hợp này tức là cái cơ rờ vô thấy nó cứng. Positive Babinski sign, cái này tất cả tôi nghĩ là tất cả các bác sĩ Việt Nam, các sinh viên Việt Nam đều biết hết, đó là những cái dấu Babinski mà dương tính. Chúng ta sẽ nói trong slide kế tiếp. Positive clasp nine spasticity. Ngoài cái dấu Babinski dương tính này thì còn có cái dấu mà cứng cơ ha, spasticity, mà cái kiểu con dao như thế này chúng ta sẽ giải thích theo clasp nine ha, con dao mà gập vào đó mình sẽ nói kế tiếp, thường được là gọi là Swiss Army knife, phải không? Nổi tiếng cái danh từ riêng của nó nhưng mà giờ thành danh từ chung rồi. Swiss Army là cái bộ đội của Thụy Sĩ, không? Này thường ta gọi là Swiss Army knife, là clasp knife. Nhưng mà no fasciculation, tức là cái cơ nó lăn tăn, mà mình sẽ thấy trong cái video sắp tới. Thì trong trường hợp mà cái tổn thương phía trên, cái thần kinh phía trên thì nó có sự yếu cơ, sự phản xạ quá lố, rồi sự cứng cơ, nhưng và có cái Babinski dương tính cũng như là cái Klapsnai dương tính nè, thì chúng ta sẽ nói tiếp, nhưng mà không có cái fasciculation. Thì cái này để chúng ta giải thích, tức là nếu mà chỉ có tổn thương cái thần kinh phía trên mà không có tổn thương thần kinh phía dưới, tức là cái cung phản xạ đó, thì như vậy là ở phía dưới nó không được control, nó không được kiểm soát, do đó nó phản ứng quá nhiều ha, trong trường hợp phản xạ quá lớn. Ok. Now. Em Bình Trần có nói và increase tone ha, đúng là tăng trương lực cơ hay không, đúng, cái đó là đúng. What is the Babinski sign? Cái này mấy em đều biết hết rồi. Ở đây chúng ta đi học tiếng Anh thôi, chứ mà tất cả mọi người đều rất là quen thuộc với Babinski này, không? Thì Babinski sign is obtained by taking the end of a taser reflex hammer. Cái này mới chính yếu nè. Cái taser reflex hammer, tức là cái búa phản xạ. Hammer là búa, không? Reflex là phản xạ, không? Cái búa mà dùng để mà thử các phản xạ, mà phải là cái búa phản xạ mà Taylor mới được. Tức là búa phản xạ Taylor là búa phản xạ này nè. Tôi nghĩ là bên Việt Nam mình xài rất nhiều. Cái búa mà nó có cái đầu búa nó hình tam giác, và cái cán của nó ha, nó dẹp. Tại cái búa này á mới xài được để mà xét nghiệm Babinski.
tại có hai cái bướu phản xạ thứ hai đây là dưới đây, đó là gọi là buck. Bướu phản xạ thứ hai gọi là buck reflex hammer. Thì cái thằng này nó không phải hình tam giác nữa mà nó có hai cái đầu tròn. Hai cái đầu có tròn và cái tay cầm của nó cũng tròn nữa. Thì cái búa phản xạ buck này á không xài được trong cái Babinski size á, mà phải dùng cái búa phản xạ Taylor. Tại mình sẽ lấy cái đuôi của cái búa này á, mình quẹt lên dọc theo cái lòng bàn chân, phải không? Or the fingernail, dù quan là dùng cái đuôi búa hoặc là dùng cái ngón, dùng cái móng tay, cái này hơi khó, nhưng mà cái những người nào có để móng tay dài chắc là hay hơn, cắt móng tay ngắn là khó lòng lắm. And stroking the plantar surface of the foot, thì stroking cái nghĩa chính của nó là vuốt ve, nhưng cái nghĩa chỗ này á là không phải là vuốt, nó vuốt thì nó hơi không đúng lắm ha, mà mình cho chạy dọc ha, mình không phải mình rạch nữa mà mình kéo lê ha, theo cái plantar surface, tức là cái lòng bàn chân ha, plantar of the foot ha, của cái lòng bàn chân. Thì chỗ này á, mấy em để ý cái chỗ này. Khi mà mình vuốt như thế này thì Babinski dương tính là một á, là cái bàn chân nó đưa lên, phải không? Thì gọi là dorsiflexion. Tức là nó gập nhưng mà gập về phía phía trên đó ha, tức là cái hình như thế này, tức là nó cái bàn chân của mình nó đưa lên trời á, cái hướng lên trời á. Đồng thời cái ngón chân nó cũng gập ha, đưa lên ha. Hai cái thằng này khác nhau nhé. Một thằng là dorsiflexion của ngón chân cái, còn một thằng nữa là dorsiflexion của bàn chân, nhưng mà hai cái đều đưa lên, hướng về phía lên trên lên, và đồng thời các ngón chân khác là fanning, tức là nó xòe ra. Đó là cái phản ứng dương tính của Babinski ha. Cái này a positive sign, đây nó nói nè, when the big toe extend upward, tức là đưa lên, thì gọi là extensor response hoặc là dorsiflexion như hồi nãy chúng ta nói ha. Tức là cái này rất là khó hiểu, nhưng mình nói là dorsiflexion là dễ nhất, tại dorsi là cái lưng, mà lưng này là lưng bàn chân chứ không phải cái lưng của mình, phải không? Cái không phải cái lưng của cơ thể mà cái lưng bàn chân, thì nó đưa lên như thế, nó gập mà về phía lưng của bàn chân. A negative sign is when the big toes don't extend forward, ha? Tức là nếu mà không có cái big toe, cái ngón chân cái nó không có gập lên trên ha, thì là cái nó là dấu hiệu âm tính. It is normal for infants to have the positive Babinski sign. Ha? Ai cũng biết rồi, tức là những cái trẻ sơ sinh mới sinh ra thì nó có cái phản xạ Babinski này, có cái dấu Babinski này, đúng không? Tại vì đứa nhỏ thì cái hệ thần kinh nó chưa hoàn chỉnh, và cái tế bào thứ nhất trên não nó chưa điều khiển được cái tế bào thứ hai phía bên dưới, do đó nó có cái Babinski này. Until the age of 12 months, tới khoảng 1 tuổi thì nó ở trên cái trên vỏ não nó mới điều khiển chính xác phía dưới. Due to the incomplete myelination of the cortical spinal tract. Do lý do là gì? Tại sao? Tại vì trong vòng một năm thì nó mới có cái myelin hóa, tức là cái sợi myelin của cái dây thần kinh đó, nó mới hoàn chỉnh. Do đó trong vòng từ sơ sinh cho đến 12 tháng thì cái sự myelin hóa này nó chưa có hoàn tất, không? Sự myelin hóa của cái bó mà não não sống, đúng không? Nãy nói tức là cái bó bệt lateral tract. Thì đây cái hình này để chúng ta để chú ý trở lại nữa ha, tại vì cái bàn chân á nói nhiều khi mình không có hiểu, mình không có nhớ lắm, nhưng mà ở đây là cái dorsiflexion của bàn chân
tức là nó gập, flex là gập, gập về phía lưng, trong khi cái plantar flexion nó gập nhưng mà nó gập về phía lòng bàn chân. Do đó thấy cái hình này chúng ta để ý là chúng ta có thể nhớ được. Ok. Nào, cái thứ hai, clasp knife spasticity, tức là cái hiệu ứng spasticity, tức là cứng cơ, không cứng mà nó có hai cái, một cái là rigidity, rigidity. Nếu mà cái cơ gọi là rigidity, tức là nó cứng, mà nó cứng hoài á, mình nó cứng giống như trong ngọc và teo vậy là cứng. Còn spasticity là nó cũng cứng, cứng nhưng mà mình còn mình còn đẩy nó được, mình còn kéo nó, kéo duỗi hoặc gập được bằng tức là passive motion á, tức là mình dùng cái tay của mình kéo hoặc mình gập cái cánh tay của bệnh nhân chẳng hạn, thì nó vẫn còn đi được, nhưng mà nó cứng giống như là có một cái lực kháng gì lại. Thì clasp knife, nãy chúng ta nói là Swiss Army knife, là cái dao này đây, tôi nghĩ là tất cả các em đều biết cái dao này, tức là nó như thế nào, nó duỗi ra, trong trường hợp này là cái dao này nó đương duỗi ra, phải không? Giờ mình muốn gặp lại á, thì lúc mình muốn gặp á, gặp rất khó, nhưng mà nó đã qua được cái gì rồi thì nó sập xuống liền. Cái nghĩa của nó là clasp knife plasticity là gì, tức là nó cứng, nhưng mà mình kéo nó thì nó sẽ giống như nó thả ra và nó nhảy, nó chập, nó nhập, nó sập đi, phải không? Đó cái nghĩa nè. Clasp knife spasticity is expressed by talking the patient, by taking the patient arm. Mình cầm lấy cái tay, cánh tay của bệnh nhân, and passively flexing, và mình gập passively, tức là mình gập cho họ, gọi là passively, phải không? Còn họ tự gập là actively, passively tức là được gập mà gập bởi người khác, gọi là passively. At the elbow joint, ở cái khớp khớp khuỷu. A positive result is when there is initial resistance. Bắt đầu khởi đầu á, khi mà mình gập cái cánh tay của người bệnh lại á, thì lúc đầu là nó có cái kháng lực, nó có cái lực cản lúc ban đầu. By the extensor muscle to the passive flexion. Cái lực kháng đỡ này là do những cái cơ duỗi của cái chống lại với lại cái gập, do kháng lực của cơ duỗi nó chống lại cái gập mà passive, tức là do mình làm. As the arm is continued to be flexed, khi mà tiếp tục mà chúng ta cố gắng ta gập nó lại, extension resistance give way abruptly, thì cái cơ duỗi đó, những cái cơ duỗi của cái cánh tay bệnh nhân á, cái kháng lực, cái sự chống trả của cái cơ duỗi đó, nó gives way abruptly, to give way tức là thả ra, nhường đi mà một cách bất thần, thì the arms collapse, tức là nó gặp lại, lúc đầu là mình kéo rất là khó, nhưng mà nó đã đi rồi thì nó sập rồi, nó gặp trở lại. Allowing the flexion of the blood to become easier. Thì như vậy là cái đặc tính thứ hai, ngoài Babinski, cái dấu hiệu Babinski để mà biểu hiện cho biết rằng có những tổn thương ở thần kinh số 1, tức là thần kinh từ vỏ não. Ok. Nào, mình nói về cái tổn thương của thần kinh phía dưới, tức là ở chỗ sừng, sừng trước. Lower motor neuron size, LMN, results from lesions that disrupt LMN neurons in the spinal cord. Như nãy chúng ta nói, tức là ở đây nó nói là những cái tế bào, thân tế bào, nhắc trở lại,
mà nằm ở trong cái cột sống ở ventral horn, ở sừng trước, or peripheral axon. Thì chỗ này thì chưa có rõ lắm cái chỗ này, nhưng mà nó chủ yếu nó là ở, nó tác động trên cái thân. LMN size include weakness, giống y như nãy, nó cũng có cái sự yếu cơ, nhưng mà trong trường hợp này là muscle atrophy. Nãy chúng ta nói là cái bệnh cái này là amyotrophic lateral, thì trong trường hợp này atrophy tức là cái cơ bị teo, đúng không? Atrophy. Decreased tone, yếu ha. Và cái trong trường hợp này nó lại cái tone, nó lại hồi nãy mình nói là tăng lực cơ, không, cái này là giảm lực, tức là nó nhão đi, hai cái thằng này nó ngược với nhau, không, cái thằng trên thì nó làm cứng cơ, còn cái thằng này nó làm nhão cơ. Và hypoflexia, hyporeflexia nghĩa là nó làm giảm cái phản xạ. Thì chúng ta thấy là tổn thương cả hai, trên và dưới, thằng trên thì nó ngược với thằng dưới, do đó hai cái thằng này á không phải cân bằng với nhau, mà có thể nhiều hơn cái này hay là ít hơn cái này, mình không biết, mình phải khám mình biết được. Nhưng mà cái quan trọng nhất nó là cái muscle fasciculation, nó làm cái cơ nó lăn tăng, cơ lăn tăng. Babinski size thì âm tính, và cái gập cơ mà mình thi kiểu mà cái con dao Swiss Army á thì âm tính. Thì đây là hai những cái triệu chứng nó ngược với nhau, cái nào mạnh hơn thì mình phải căn cứ trên lâm sàng. Thì đây là cái hình mà theo bằng fasciculation ha. Mấy em sẽ chú ý là cái chỗ mà cái những cái cơ ha ở gần cái cánh tay áo, những cái tay áo của bệnh nhân ha. Cho giải cho thấy. Oops. Trở lại. Đây. Chạy hơi chậm một chút xíu như đó, không? Nhưng mà sẽ thấy, mình sẽ thấy cái chỗ mà cánh tay ha, mặt trong á, nó sẽ lăn tăng. Đúng ra chạy cái này thì chạy trên thường thì nó sẽ dễ thấy hơn, còn trên này do internet dẫn truyền do cái hình nó chậm quá, nhưng mà mấy em có thấy tương tự là tức là cái cơ nó lăn tăng ha, trong một cái vùng nào đó. Rồi, now the last slide. What is the cause of the GC? Cái diễn tiến của cái bệnh này như thế nào? ALS is currently an untreatable disease. Đây là hiện nay, đến hiện nay vẫn là cái bệnh không chữa được. Nói bệnh không chữa được, nhưng mà có nhiều người mất rất sớm, không? Trong vòng 2 năm như hồi nãy mình nói là Lou Gehrig. Nhưng có những người sống rất lâu, giống như là ông Stephen Hawking, không? Ông bị rất là sớm, ông bị khoảng chừng năm 30 tuổi vậy, mà tới 70 mấy tuổi mới mất, tức là cũng có thể duy trì được ha, tùy theo cái dạng, nhưng mà nói chung, nhưng mà nó là không điều trị được. With progressive neurodegeneration and muscle weakness, với cái sự mà thoái hóa thần kinh dần diễn tiến, dần dần, từ từ, and và cái muscle weakness tức là cái yếu cơ, resulting in death within 3 to 5 years of diagnosis. Đây là cái thông dụng nhất, khi mà chẩn đoán rồi thì trong vòng 3 đến 5 năm. Bản thân kinh nghiệm của tôi, tôi gặp cũng khoảng gần 10 người bị cái bệnh LAS này ở Canada, và dĩ nhiên những người này đều mất cả, không có người nào mà sống lâu, có người chỉ khoảng chừng 1 năm hoặc 2 năm thôi, chứ 5 năm cũng thấy là hiếm. Cái chữ này ha, hồi đó giờ tôi cũng chưa bao giờ xài, nhưng mà phát âm vậy là real you zone. Cái này nó phát âm hơi lạ nha, là chỉ tách ra chữ này là real ha, còn cái này là you, phát âm riêng ra, và zone ha. Real you zone là cái bệnh đó. Cái thuốc can prolong survival by 2 to 3 months. Cái bệnh, cái thuốc này á, nó chỉ
cho sống thêm được 2-3 tháng thì tôi nghĩ là cũng không có giá trị gì lắm. Một cái thuốc mà thuốc này là thuốc đắt tiền chứ đâu phải rẻ tiền, mà chỉ kéo dài thời gian sống thêm 2-3 tháng, không có đáng giá gì cả, trừ khi là người đó họ muốn cần sống để sắp xếp một công chuyện gì đó. Likely by blocking glutaminergic transmission. Cái có vẻ như là cái thuốc này nó chặn cái transmission, cái sự dẫn truyền của glutaminergic. Mấy em cũng biết rồi, cái glutamate không? Đây là một cái amino acid mà mình thường thấy trong cái mì chính hoặc là bột ngọt á. Glutamate nó là cái một amino acid. Thì sau này ha, trước đây ta biết, người ta phát hiện rằng cái chính cái amino acid này nó là neurotransmitter, tức là một cái loại dẫn truyền thần kinh. Chúng ta cũng biết là có những cái dẫn truyền thần kinh khác nhau, nhưng mà không phải cái amino acid nào cũng dẫn truyền thần kinh được, nhưng mà cái glutamate này thì nó là một cái neurotransmitter, giống như chúng ta biết là dopamine đúng không? Dopamine nó cũng là một amino acid đúng không? Không phải amino acid cơ thể, nhưng mà nó cũng là cái neurotransmitter. Thì trong trường hợp AVS này thì cái thuốc này nó sẽ ngăn cái glutaminergic transmission, tức là cái sự dẫn truyền thần kinh của cái glutamate in the central nervous system. Supportive care, cái chăm sóc mà cái bằng hỗ trợ, including dietary modification. Mấy em biết rồi, cái bệnh này nó người ta không ăn uống được, người ta không nuốt được thì phải cho những cái bước đầu và những cái thức ăn không phải nước, nước là uống vô là sặc chết, mà không đặt đặt không nhai không được, cái loại thức ăn nó hơi lỏng lỏng một chút xíu, nuốt dễ giống như gel jello đại khái thì nuốt đi được. Sau đó không ăn được thì phải đặt cái ống thông dạ dày ha, cũng là gọi là PEG tube. Dietary modification, respiratory assistance, tức là máy thở vào. Rốt cuộc rồi những người này sẽ không thở được thì phải cho chạy máy thở. And palliative care, tức là chăm sóc nhẹ nhẹ. Đây là một cái ngành càng lúc càng quan trọng không? Tại vì đối với những cái bệnh nhân, không những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, mà những cái bệnh nhân mà chúng ta không có thể chữa trị và trong giai đoạn cuối luôn, thì chúng đó phải cần cái một cái ngành chuyên khoa mới, chúng ta gọi là palliative care, tức là chăm sóc giảm nhẹ. It's an important part of management, nó là một cái phần quan trọng trong cái xử trí. Neuromuscular respiratory failure is a primary cause of death. Nhắc nhắc lại rồi, cái nguyên nhân chính của tử vong đó là tại vì không thở được. Dĩ nhiên là chúng ta khi mà bệnh nhân không thở được, chúng ta cho máy thở, nhưng mà cái máy thở đâu có thể kéo dài năm này qua năm khác được. Bản thân tôi đã gặp những cái bệnh nhân mà LVS này có máy thở dài dài 3 tháng, hơn 1 năm có, nhưng mà sau kết cục rồi cũng phải chết, tại vì không phải là máy thở mà nó có những cái biến chứng của máy thở, thí dụ như là nhiễm trùng đường hô hấp bắt buộc rồi. Cái khi mà chúng ta đặt cái máy thở là cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Ngoài ra cái phổi nó sẽ sơ cứng. Chúng ta cũng thấy rằng trong cái bệnh COVID-19 này, những cái người mà qua khỏi rồi mà có đặt máy thở thì cái phổi nó đã tổn thương rồi, không có hồi phục lại như trước nữa. Đó là một cái biến chứng mà rất là phải chấp nhận khi mà dùng máy thở. Ok, thì mình nghĩ đây là đã chấm dứt bài học ngày hôm nay.